Hello, chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube của Ngọc và Phô nha. Hôm nay xin mời các bạn đi Ngọc muốn giới thiệu cho các bạn cái tiệm buffet Nhật đó các bạn, của Nhật ngon lắm các bạn, ở khu ở Houston của Ngọc. Thì nó nằm ở hướng này là ở trên 1960 đường North các bạn. Trên North, hướng North chứ không phải là hướng hướng South. Thì cái tiệm nó nằm ở đây nè. Korean Japanese các bạn, buffet. Ngọc không nhớ giá của nó nhiều, chắc Ngọc nghĩ cỡ 30 á các bạn. Thì Ngọc muốn giới thiệu cái quán ăn cho các bạn thôi. Còn trong đó có những món ăn gì thì mời các bạn cùng theo chân Ngọc với Phò vô nha. Để coi mình biết như thế nào. Let's go. Rồi bây giờ Ngọc, ông Phò sẽ quay cho các bạn coi những cái món ăn nha các bạn. Đây là sushi nè các bạn. Sushi nhìn ngon dữ Tại sợ vì không? ăn có món gì để bạn biết Wow, ở đây là nguyên cái hãng Japanese mà sushi. Có cá sống nè. Wow, tuna. Cái có ốc nè. Cái này ngon nè. ngon Ngọc lấy này cái này ngon cái này. Cái này ngon rồi nè. Cái đó sống quá không? Chút nữa pho lấy đi. Ồ, có cá này nè. Cái này ngon. Này. Cái đâu có lẩu rồi. Không. Ồ, cái này ngon nè. Cái này là rong biển nè các bạn. Rong biển, Ngọc thích ăn rong biển. Còn cái này là ốc nè các bạn. Wow. Ốc này ngon nè các bạn. Cái này sushi có mực. Còn cái gì vậy? Cái gì? Cái này là tuna salmon. Đỏ Wow, gừng. Mấy gừng. Có gừng. Có gừng. Ấy gừng. Dạ. Đây. Tiếp tục. Hay Ngọc. Đây có gì? Cái này có chém chép hả? Nhìn ngon. Ồ, tôm bự ghê không các bạn? Tôm big one. Ồ, có cua nè các bạn. Lấy cua nha. Lấy cua. Này, nó chưa bỏ lên nữa các bạn. Hồi nó bỏ lên nhiều lắm các bạn. Nó có fit hả? Ồ. No, hồi xưa mình có vô rồi nhưng mà tại vì dịch đó mình không có vô nữa thôi. Yeah. Đúng rồi. Này có gì nè? Wow, ngon nha. Cod fish kìa. Có fish bự. Nghêu. Yeah, tí nữa mình sẽ. Ồ, này nó có dịch nữa nè, dịch quay nè các bạn. Dịch quay. Ồ, đang bị cao máu. Có sườn bò đại hàng nữa nè các bạn. Tôm này ngon nè các bạn. Hàu nướng. Ông xã. Có hàu nè. Hàu, con này ngon không? Yeah, hàu đây. Rồi xuống đây là cái gì? Wow, có cua. Cua này là ở Việt Nam gọi là cái gì? Cua chiên vậy? Việt Nam gọi là ghẹ. Khoai lang. Đi đi vòng quanh đây. Có udon nữa nè. Udon Nhật. Ồ, súp này súp gì ngon quá vậy? Wow, lấy chén súp đi. Nhìn ngon quá, súp ngon quá. Wow, nhìn cái súp ngon quá vậy. Ở bên đây trái cây. Lấy cái này. Học sẽ lấy cái này cho pho nha. Cái đó một chút nữa lấy không sao. Đang ăn này chứ. Cái này không gì hết. Raw fish. Raw fish. Raw fish. Mình tươi hả? Lấy raw fish. Vài con. Wow. Mới đổ lên nè các bạn. Cua mới đổ lên. Hết hấp dẫn không? Nhà nhìn nó đỏ ao à. Wow. I like it. Nên Ngọc yêu hai ly tea trà Nhật các bạn, trà này trà của Nhật. Ngon quá, trà Nhật. Ông xã quay cho các bạn coi đi, phone quay cho các bạn coi trên bàn của Ngọc đi. Có gì? Có hai dĩa cod fish luôn các bạn, một dĩa
cua chân dài. Ở đây có súp, không biết súp này súp gì nữa, ngộ quá. Thử ốc, cái này là ốc nè các bạn. Wow, quá trời nhiều luôn các bạn ơi. Thử cái này ốc. Ngon các bạn. Đây đây. Dạ, mời các bạn cùng dùng với Ngọc nha. Dạ. Cái bàn nó nhỏ quá cho nên không có để được đứng hai người các bạn. Thì Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn con fish. Đây Ngọc ăn con fish bự. Coi nó cái thét của nó thấy không? Cũng ngon á, cũng hấp dẫn lắm. Tí Ngọc sẽ quay cho pho nha, pho ăn các bạn. Ngon các bạn. Ngon quá. Ăn thêm con nữa nha. Cái chỗ này là hồi xưa là Ngọc nghĩ là 27 đồng, 28 đồng, bây giờ thì Ngọc không biết nhiêu, có thể nó là 30 đồng các bạn. Ngọc không biết nữa. Là đồ ăn có rõ gì không? Nó ngon như vậy. Sushi ở đây. Tại cái tiệm này là tiệm của Nhật, Korean, của Japan các bạn. Cho nên sushi của nó rất là ngon. Để làm sao để lấy một dàn sushi của anh? Lấy dàn sushi không? Hả? Dàn sushi không? Dàn sushi. Ăn chứ nhưng mà không ăn sống thôi. Có lợi chính đó. Sushi có lợi chính? Có. Nó có cái chính đó. Có. Cua ngọt giả mang luôn các bạn, ngon quá. Cua ngon lắm. Trời ơi. Cái này là snow crab các bạn. Không phải king crab mà snow crab. Wow. Hấp dẫn. Hấp dẫn. Chấm vô miếng muối tí chanh. Đỉnh đỉnh rồi. Ngon quá. Đông lắm nè. Các bạn coi sao đông. Đông lên đây. Đông lắm. Hồi nãy Ngọc vô nó cũng hơi vắng vắng nhưng mà làm như chưa có tới giờ các bạn. Cái mà ngon hả? Ngon lắm các bạn ơi. Hết sẵn luôn. Đây mình pho sẽ lâu rồi pho chưa được ăn cái hàng Nhật này nha. Tại thời sau Covid á, bây giờ pho rất là phấn khích nha. Nhìn thèm lắm mà nuốt không biết nãy giờ. Mà quay cho Ngọc nãy giờ pho thèm lắm rồi đó. Pho sẽ đá từ trái sang phải, đá cánh giống như là Ronaldo. À thì bây giờ pho ngồi bên kia tại các bạn nó nhỏ quá các bạn. Pho không ngồi chung với Ngọc được. Cho nên hai vợ chồng ngồi riêng. Cho nên cái này Ngọc quay mình được thôi, không pho không quay được. Đây Ngọc có sò đỏ nè các bạn. Mời các bạn ăn sò đỏ với Ngọc nha. Let's go. Look like that. Ngon quá. Sò đỏ ngon lắm. Ngon. Nếu các bạn mà đi qua bên đây á, mà đi đi chơi các bạn, pho sẽ để cái địa chỉ ở chỗ này. Các bạn cứ đi ăn thử, try thử cái món buffet Nhật này đó các bạn, rất là ngon. Nào xã, ăn thử miếng sò đỏ. Ngọt không? Quá ngọt luôn các bạn, rất là ngon luôn. Phê luôn. Ngọc muốn đi ăn để mà giới thiệu cái quán này để cho các bạn khi mà qua bên Houston, Texas thì có những cái món mà các bạn muốn ăn. Rất là ngon. Tôm. Tôm này là tôm nó luộc lên đó các bạn, với lại cua. Đó. Ngọc lấy ghẹ nè các bạn. Ồ, nguyên cái cục ghẹ bự dễ sợ không? Nguyên cục ghẹ bự lắm các bạn. Ngon quá. Ngon. Chấm cái gì? Chấm với muối tiêu chanh. Ngon quá. Ngon. Nguyên cái càng, nguyên cái ghẹ luôn. Cái này ở Việt Nam người ta gọi là ghẹ, ghẹ rang muối. Ghẹ rang muối hả? Thôi cái càng bự dễ sợ không? To hả? Ôi, coi cái xớ thịt đó nè các bạn. Bay khói ngay ngút luôn. Ngon quá. Nguyên cục cua luôn nè các bạn.
Ngon quá. Cái cua nè. Dừa hết nè. Một ngán này rồi, đổi qua ăn cua khác các bạn. Cua ăn mới, đổi cua. Ngán cua này rồi, ăn qua cua này, Ngọc để này cho Pho ăn. Bây giờ Ngọc đi lấy sushi nha các bạn. Nãy giờ ăn mấy cái đồ này rồi. Bây giờ mình sẽ lấy sushi. Bên này. Yeah. Lấy cái này. Cái này gì vậy? Cái này ở trên đây là cái gì? Cái cá, có cá sống không? Dạ. Nó kìa, người ta lấy lên kìa. Cái này sống quá. Giờ không ăn được cái sống. Ta ăn này không? Simon á. Rồi, đi qua đây nè. Wow, phải xe lực đẹp. Đẹp. Wow, look at that. It's pretty. Giờ ăn cái này một cái nữa. Wow. Chị muốn cái này nữa. Cái này ngon nè. Wow. Simon. Cái này hả? Cái này nãy có rồi mà. One more. Yeah. Wow. À, cá tuna ăn không? Ok. Tuna. Yeah. Này có gì? Miếng rong biển. Ngọc thích rong biển đó các bạn. Cái này là lươn á. Giống như cá vậy á. Cái đó là cái gì? Cái này hả? Cái này là tuna. Còn kia là salmon. Cái này là mực. Mực. Dạ muốn ăn cái này. Đã quên cái này. Lươn biển. Ok. Xong. Ông xã phải người phỏng vấn. Dạ mà giữ gì đi. Dạ. Bạn biết là vậy là có những gì nè. Dạ, hồi nãy thì học nói rồi. Cái này là lươn biển nè. Cái này là giống như ở trong nó cuốn cơm nhưng mà ở trong nó có những cái chiên á các bạn. Nè, nó phải chín nha, còn cái sống Ngọc ăn không được. Cái này sống nè, Pho ăn nè, cái này Pho ăn nè. Cái này Ngọc nghĩ Ngọc ăn được, tại này không có cái gì sống hết. Sống là Ngọc ăn không được, nhưng mà chín thì Ngọc ăn được, Ngọc sẽ ăn thử cái cục này chứ. Wow, mời các bạn nha, quất cái nhà chấm cái này. Ngon lắm. Hôm bữa Ngọc có đi ăn sushi. Ngọc nghĩ đây cũng ngon lắm. Không thua gì bên đó đâu nha ông xã. Không thua gì bên cái tiệm chia về sushi đâu. Ngon quá. Rồi bây giờ là cái món cuối cùng này các bạn, là kem. Cái kem này á, là mình không phải đi lấy. Thường á, là nhiều cái chỗ là mình tự đi lấy, nhưng mà cái này không phải đi lấy. Cái này mình kêu người ta. Nó có vanilla, rồi green tea với lại red bean, đậu. Ngon. Giờ Ngọc sẽ mở ra cái bill bao nhiêu tiền với Ngọc. Lấy. Đây, có đi, 30 đồng. Đây, cái theo 57 đồng. Hai người là 57 đồng. Uống trà là 6 đồng. Hai ly trà, mấy ly trà là 6 đồng. Hot tea 6 đồng. 5 đồng 50 cent là 6 đồng.
tổng cộng là 63 đồng 40 sen, tiền thuế vô nữa 5 đồng mấy là 68 đồng hết thảy các bạn. Ở đây chip của nó là 15%, 18% and 20%. Thì mình muốn cho bao nhiêu mình cho. Đúng rồi, ít nhất là 15%. Mình muốn cho bao nhiêu mình cho. Ok, thì cái video clip của Ngọc đã show cho các bạn coi là cái tiệm sushi buffet này ở đây nằm ở trên đường gì. Một hồi nữa ông xã Ngọc sẽ để ở dưới cho các bạn biết là cái tiệm buffet này nằm ở đâu, rồi ăn như thế nào. Nếu các bạn muốn ăn thì cứ lại ăn thử đi. Ngọc bảo đảm với các bạn là ở đây rất là ngon. Đối với Ngọc ngon, nhưng mà đối với các bạn thì bạn Ngọc không biết sao. Nhưng mà các bạn cứ ăn thử đi. Ok, thank you các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye.